Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, trong cuộc hội luận truyền thông do đài truyền hình SBTN phối hợp cùng câu lạc bộ nhà báo thực hiện ngày 31 tháng 10 năm 2014, không chỉ là một tin nóng trên các cơ quan truyền thông thế giới, mà còn được cộng đồng Việt Nam trong quốc nội cũng như ở hải ngoại đón nhận rất sôi nổi. Đặc biệt là lời phát biểu của anh Nguyễn Văn Hải điếu cày về vấn đề cờ đỏ, cờ vàng. Hôm nay Vũ Nhân kính mời quý vị theo dõi. Chúng ta phải thấy rằng lá cờ nó là một biểu tượng, nó chỉ là một biểu tượng. Và chúng ta đấu tranh ấy, thì chúng ta đấu tranh vì mục tiêu mà tự do, dân chủ, không phải là vì biểu tượng một lá cờ. Bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng cái mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi. Ở đây ấy, cái lá cờ vàng mà tôi biết ấy, là đã có từ những thời nhà Nguyễn. Đó là một cái lá cờ của Tổ quốc. Và đây nó cũng đại diện cho những cái quyền tự do, quyền dân chủ. Còn cái lá cờ đỏ sao vàng là biểu hiện của một cái chế độ độc tài. Và chính là cái chế độ độc tài đó. Và nếu mà có một cái lá cờ nào mà đại diện cho những cái quyền tự do, dân chủ, quyền lợi của dân tộc, của Tổ quốc, thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho. Không riêng gì cá nhân tôi, mà tất cả chúng ta trong nhu cầu kết nối để tạo sức mạnh tổng hợp ấy, thì hãy cùng nhau đứng dưới một cái ngọn cờ mà để đấu tranh cho cái quyền lợi của dân tộc, của đất nước. Và tôi hy vọng rằng khi chúng ta đoàn kết được, chúng ta sẽ chọn ra những cái biểu tượng tốt nhất cho mình. Và nếu nó là ý nguyện của 90 triệu người dân thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân. Và chúng ta không tranh cãi về cái việc là lá cờ đó nữa. Nếu mà 90 triệu người dân Việt Nam cùng đồng thuận rằng cái lá cờ mà từ thời nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân tộc, và chúng ta nhất trí đứng chung như thế, thì chúng ta không thể. Xin gửi đến quý vị ý kiến của luật sư Đỗ Phủ, anh Mai Phi Long, luật sư Anh Tuấn về blogger điếu cày và cuộc hội luận ngày hôm nay. Nàng kính mời quý vị. Một người mà đã tranh đấu mà trong tù 6 năm, và những lời nói của anh điếu cày và những cái từ trong tim của anh ra đó, nó làm cho mình thấy là những cái công đấu tranh và những cái chuyện đấu tranh của chúng ta có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, mà có thể là 6 năm hoặc 10 năm. Nó cho mình cái niềm tin là nếu mà chúng ta tiếp tục tranh đấu thì những cái nguyện vọng và những cái mục đích của mình sẽ đạt được. Tại cái buổi hội luận rất là đối với tôi nó rất là có ý nghĩa. Chúng ta cũng biết rằng anh Điếu Cày là một người đã bị tù tày vì những cái hoạt động đấu tranh dân chủ của anh, và đặc biệt một cái hoạt động là anh đã là một trong người sáng lập ra câu lạc bộ các nhà báo tự do ở Việt Nam. Và với câu lạc đây là một cái cơ hội mà để anh có thể truyền đi những cái suy nghĩ và truyền đi những cái thông tin một cách tự do ở tại Hoa Kỳ. Và cái điều này là cái điều mà anh đã bị tù, và điều này là điều mà anh đấu tranh trong suốt cả thời gian vừa qua. Đặc biệt là trong vai trò truyền thông, có được một người đấu tranh, kinh nghiệm và có lòng với đất nước như anh Điếu Cày để cùng góp tay và có mặt hiện diện trong quận cam của chúng ta, thì đối với riêng cá nhân cũng như giới truyền thông đó là một tin mừng. Vì như anh Nhị Danh đã nói là kết nối truyền thông và những chuyện làm đó có thể đưa tới sự thay đổi, thưa quý vị. Kính mời quý vị chia sẻ tâm tình của nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay anh Điếu Cày là một nhân chứng sống cho những gì mà ảnh đã bị ngược đãi và đối xử bất công trong chính quê hương của ảnh. Và ảnh qua đây, cái nhiệm vụ của ảnh không phải là tranh đấu cho những người như là ảnh không đâu, và ảnh tranh đấu rất cho nhiều người khác nữa, những người bạn tù của ảnh và những người còn nặng chịu cái tấm lòng mà mong một đất nước Việt Nam của chúng ta hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ và hoàn toàn độc lập, tự do, và nhất là phải có quyền căn bản sống như một người, con người. Đây là một cái rất là quan trọng, cuộc sống trong một đất nước nào trước hết phải cần có công bình và công lý. Chúng tôi tha thiết kêu gọi chúng ta, những con cháu của người Việt Nam, đừng phân biệt Bắc Trung Nam, đừng phân biệt chúng ta từ đâu tới, đừng phân biệt gì hết, chúng ta cùng một dòng máu, chúng ta phải có bổn phận xây dựng lại đất nước Việt Nam của chúng ta hoàn toàn độc lập, hoàn toàn tự do và có nhân quyền.